và công trình phần việc thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ năm 2018 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị, tuổi trẻ công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp công sức quan trọng, góp phần vào kết quả chung của toàn lực lượng trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tuổi trẻ ở các phòng, nghiệp vụ, công an 15 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã đăng ký và thực hiện 32 công trình, 20 phần việc thanh niên từ năm 2018 đến nay và đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ trẻ ở công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được huy động vào tất cả các mặt công tác, từ xây dựng lực lượng, tích cực tiếp dân, làm thêm ngoài giờ, thực hiện cải cách hành chính, làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu tận nhà cho người già yếu, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đến tham gia các ca tuần tra thanh niên, tuyên truyền phòng chống tín dụng đen và phòng chống pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Góp sức bảo vệ an ninh buôn làng, điều tra các chuyên án, vụ án, đấu tranh với phòng chống tội phạm, triệt xóa các ổ tệ nạn xã hội. Hầu hết trên các lĩnh vực, sức trẻ xung kích của các cán bộ chiến sĩ đã được phát huy. Với cái vai trò là một người cán bộ đoàn ấy, thì được sự quan tâm của cấp ủy lãnh đạo đơn vị thì bản thân đã luôn quán triệt đủ cho cán bộ đoàn viên của chi đoàn là chấp hành nghiêm các cái quy định chỉ thị của ngành, nội quy, quy định của công an tỉnh và điều lệ công an nhân dân, thực hiện tốt các cái nghị quyết như nghị quyết chung 4, chung 5, chung 6, khóa 12 của Đảng và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cái về tư tưởng chính trị đối với đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Và đơn vị thì có những cái mặt nổi bật đó là công tác cấp chứng minh nhân dân và tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát 113. Bản thân tôi cùng với ban chấp hành chi đoàn đã luôn quán triệt phổ biến cho toàn thể cán bộ đoàn viên là phải chấp hành nghiêm các quy định về quy trình công tác, văn hóa ứng xử đối với nhân dân, thực hiện tốt các cái quy định về điều lệnh, xác định được chức năng, nhiệm vụ của phòng an ninh đối nội nói chung cũng như là chức năng của hệ chuyên đề an ninh đạo Công giáo hiện tôi đang công tác nói riêng á, thì trong thời gian qua thì bản thân luôn phát huy cái vai trò của người đảng viên, người đoàn viên trẻ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, luôn thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là những vùng địa bàn khó khăn, vùng xa và vùng phức tạp về an ninh trật tự. Thì xác định được cái công việc chuyên môn của mình, bản thân tôi luôn cố gắng thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để qua đó nắm bắt được các tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng giáo để từ đó tham mưu chính quyền địa phương giải quyết, tháo gỡ vướng mắc những khó khăn để tạo mối quan hệ phục vụ công tác an ninh trước mắt và lâu dài. Trong cái nhiệm vụ công tác thì bản thân phải xác định là xây dựng bản lĩnh về chính trị và bản lĩnh chính trị của người đoàn viên trinh sát trẻ của phòng an ninh đối nội nói riêng. Dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì đã bám sát địa bàn, thu thập các thông tin tài liệu, và trong năm 2018 thì chúng tôi đã triệt phá rất nhiều vụ án ma túy lớn trên địa bàn. Đối với tội phạm ma túy thì rất manh động, chúng thường chống trả lực lượng, bắt giữ rất quyết liệt. Đa số các đối tượng sau khi bị nhiễm HIV/AIDS thường xuyên được thuê là vận chuyển trái phép chất ma túy, thì khi bị bắt thì thường dùng các cái vật nhọn hoặc là kim tiêm chống trả để gây thương tích hoặc là lây bệnh cho các cái đồng chí trinh sát trực tiếp tham gia đấu tranh bắt giữ. Nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh, nêu cao tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên thì chúng tôi đã bắt giữ đối tượng, thu giữ vật chứng, đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt. Vai trò, sự đóng góp sức trẻ của cán bộ chiến sĩ ở các tổ chức cơ sở đoàn thanh niên công an các cấp thời gian qua cũng luôn được lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao. Những năm vừa qua, Đảng ủy và lãnh đạo công an tỉnh thường xuyên quan tâm đến lãnh đạo công tác của đoàn viên thanh niên trong công an nhân dân. Trước hết là quan tâm chỉ đạo về xây dựng cái lực lượng đoàn viên thanh niên vững mạnh về chính trị, về tư tưởng, giữ vững cái kỷ cương, kỷ luật và chấp hành nghiêm các cái lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử trong công an nhân dân. Cái thứ hai nữa là tập trung lãnh đạo nâng cao cái năng lực,
trình độ nghiệp vụ, sức chiến đấu của lực lượng đoàn viên thanh niên để lực lượng đoàn viên thanh niên góp phần tích cực vào trong cái công tác chuyên môn, trong cái việc tiếp xúc với nhân dân, vận động nhân dân trên các cái lĩnh vực. Trong những năm vừa qua đấy thì lực lượng đoàn viên thanh niên của chúng ta đã có làm rất nhiều cái việc tốt, góp phần tích cực trên các mặt trận đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật. Trong đoàn viên thanh niên của chúng ta thì cũng đã xuất hiện rất nhiều cái gương điển hình tiên tiến trên các cái mũi nhọn như đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, rồi đấu tranh phòng chống các cái hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Nhiều đoàn viên thanh niên thì thể hiện cái tính trung thực, liêm khiết. Rất nhiều đồng chí đã có thành tích trong cái công tác và chiến đấu và đã được biểu dương khen thưởng. Trong thời gian vừa qua và đầu năm 2019, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được phát triển và có những hoạt động cụ thể. Và năm 2018 cũng được đánh giá một trong những đơn vị hoàn thành các cái nhiệm vụ chỉ tiêu. Đạt được kết quả như vậy thì có sự đóng góp rất lớn của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công an tỉnh. Và bước đầu năm 2019 trong cái dịp tháng thanh niên thì đoàn thanh niên công an tỉnh đã chủ động xây dựng các hoạt động cụ thể, đặc biệt là năm nay là năm thanh niên tình nguyện, đã có những hoạt động thiết thực hướng về vùng biên giới, các hoạt động xuân tình nguyện, triển khai đến các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện về cuộc sống cộng đồng về với vùng sâu vùng xa. Đây là một cái hoạt động thể hiện những hình ảnh của đoàn viên thanh niên công an tỉnh trong đầu năm 2019. Còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị cơ quan đơn vị thì trong thời gian vừa qua, tinh thần của tuổi trẻ trong việc bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh là thể hiện được tinh thần xung kích của mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và gắn vào cái nhiệm vụ từng lĩnh vực của các đồng chí, đặc biệt trong đó có các đồng chí đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn là gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, được phân công của lãnh đạo hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ. Đây là một tôi thấy là một cái sự cố gắng và thể hiện được tinh thần của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an. Đồng chí Lê Đức Trưởng, ủy viên trung. Bên cạnh việc tham gia tích cực hàng ngày trong các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, từ năm 2018 đến nay, các tổ chức cơ sở đoàn thanh niên còn trực tiếp phát động và phối hợp với Hội Phụ Nữ, Công đoàn Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức đóng góp tiền lương và kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, y bác sĩ ngoài xã hội hỗ trợ tiền quà, đóng góp công sức để tổ chức hơn 200 đợt hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng vì an sinh xã hội. Cán bộ chiến sĩ trẻ cùng các đơn vị đã đến rất nhiều buôn, làng, thôn, xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng bị thiên tai và các địa chỉ cần từ thiện khác để tổ chức thăm, kết nghĩa, khám bệnh, phát thuốc, điều trị miễn phí, tặng hơn 7.000 suất quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, các cụ già, người neo đơn, bệnh tật, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, nấu cơm, cung cấp suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, xây tặng hơn 10 căn nhà tình nghĩa, lớp học tình thương, sân bóng, sân nhà cộng đồng với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng. Và nhiều ngày công lao động, giúp dân tu sửa, dọn vệ sinh, nạo vét hàng chục km đường giao thông, kênh thoát nước, mương thủy lợi. Công an tỉnh xuống đây là rất mừng, rồi gia đình ở đây là buôn làng rất khó khăn. Đường mương này cái kia, rồi là cán bộ chiến sĩ giúp dân làng rất phấn khởi, rất mừng. Chúng tôi rất mong muốn sẽ có nhiều lần hơn, tặng quà đi giúp đỡ bà con đường mương rồi làm phấn khởi sạch sẽ là được rồi. Bà con nhân dân là rất là vinh dự đảng nhà nước quan tâm là khám phát thuốc miễn phí cho bà con là cái trường hợp đau mắt. Thì sau này thì có gì là đảng nhà quan tâm hơn nữa cho bà con chúng tôi đối với là trường hợp bệnh đau mắt cũng như các con bệnh khác. Với những hoạt động và đóng góp công sức tích cực đó, từ năm 2018 đến nay, đã có rất nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ ở các tổ chức cơ sở đoàn thanh niên công an các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được các cấp ghi nhận, đánh giá, khen thưởng.